vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Chiều ngày 19 tháng 12, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu C03, Bộ Công an đưa ra những thông tin mới nhất liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo ông Hà, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can để điều tra 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do quá trình điều tra đang diễn ra nên chưa công bố danh tính và tội danh các bị can bị khởi tố. Trước đó ngày 7 tháng 10, C03 khởi tố bắt, tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cả 4 người đều bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến đại án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các địa phương, Đại tá Vũ Như Hà cho biết vụ mua bán kit test tại công ty Việt Á, các đơn vị công an đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can. Trong đó, C03 đang điều tra một vụ, đã khởi tố 29 người, Bộ Quốc phòng điều tra 5 bị can trong một vụ, số còn lại thuộc về công an các địa phương. Liên quan đến việc truy tố các bị can trong vụ án Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Đại tá Vũ Như Hà thông tin, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị can liên quan. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc ở các bản tin tiếp theo.